David và Victoria Beckham là một trong những cặp vợ chồng quyền lực có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Cả hai bắt đầu hẹn hò năm 1997 khi David còn là chân sút của Manchester United, còn Victoria là thành viên của nhóm nhạc Spice Girls nổi tiếng. Sau hơn 20 năm gắn bó, họ có 4 người con, sở hữu khối tài sản 900 triệu USD, hơn nửa Hoàng Anh 300 triệu USD. David kiếm tiền chủ yếu từ bóng đá, các hợp đồng quảng cáo do thương hiệu thời trang thể thao, còn vợ anh có nguồn thu nhập từ ca hát và thiết kế thời trang. Và trước khi vào phần xem clip, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh thứ hai được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho tụi mình nhé. Hơn 20 năm nổi tiếng, nhà Beckham luôn được truyền thông ưu ái gọi là gia đình kiểu mẫu. Xét về độ ảnh hưởng, gia đình Beck cũng liên tục nằm trong top sao quyền lực. Beckham đã giải nghệ từ năm 2013. Bà Beck chỉ hoạt động trong vai trò thiết kế, nhưng hào quang trước đó giúp họ được truyền thông chú ý. Vợ chồng cựu thành viên Spice Girls và 4 đứa con vẫn xuất hiện hàng ngày trên mặt báo. Theo thống kê, tổng tài sản của vợ chồng David Beckham lên đến 900 triệu đô la Mỹ. Số tiền này phần lớn đến từ hợp đồng béo bở mà vợ chồng Beckham kiếm được. Ngoài ra, việc kinh doanh của họ cũng thu về số tiền lớn. Cụ thể, với David Beckham, nguồn thu nhập chính là từ sự nghiệp bóng đá. Là một cầu thủ nổi tiếng, anh đã kiếm cho mình các hợp đồng quảng cáo cho thương hiệu thời trang thể thao. Mùa hè năm 1991, David Beckham khi ấy 16 tuổi có hợp đồng đào tạo với câu lạc bộ Manchester United. Chưa đầy 2 năm sau, anh ký hợp đồng chơi chuyên nghiệp cho Manchester United và gắn bó với câu lạc bộ này suốt hơn một thập kỷ, ghi được 85 bàn thắng sau 394 trận ra sân. Sau đó, David rời sân Old Trafford và ký hợp đồng 4 năm trị giá 41 triệu đô la Mỹ với câu lạc bộ Real Madrid vào hè 2003. Năm 2007, Beckham đầu quân cho câu lạc bộ LA Galaxy với hợp đồng 5 năm được cho trị giá 250 triệu đô la Mỹ. Lương cơ bản của anh khi ấy là 6,5 triệu đô la Mỹ một năm, cộng phần trăm từ doanh thu nhượng quyền. Theo Forbes, David kiếm được tới 255 triệu đô la Mỹ trong suốt 6 năm tại câu lạc bộ này, gồm lương, phần trăm doanh thu, quảng cáo, tham gia sự kiện và bản quyền sử dụng hình ảnh. Ngoài ra, David Beckham còn có những khoản thu khổng lồ từ hợp đồng quảng cáo với các nhãn hàng nổi tiếng như Samsung, Adidas, Pepsi, H&M và thương hiệu rượu whisky nổi tiếng. Sau khi rời LA Galaxy, Beckham có hợp đồng 5 tháng với câu lạc bộ Paris Saint-Germain và tuyên bố dành toàn bộ tiền lương được trả tại đây làm từ thiện. Anh chính thức giải nghệ vào hè 2013. Hiện cựu danh thủ là cổ đông lớn của câu lạc bộ bóng đá Inter Miami. Tài sản của David Beckham, một nửa tài sản từ Victoria. Victoria khởi đầu sự nghiệp trong lĩnh vực âm nhạc và thời trang. Cô được giới hâm mộ biết đến từ thập niên 90 khi là thành viên ban nhạc Spice Girls huyền thoại. Ban nhạc này có doanh thu khổng lồ từ việc ra mắt hàng loạt album đình đám, những bản hợp đồng quảng cáo và nhượng quyền tên gọi cho các hãng búp bê nước hoa Spice Girls. Là một thành viên trong nhóm, Victoria có khoản thu nhập 75 triệu đô la mỗi năm. Năm 2000, sau khi rời bỏ sự nghiệp âm nhạc, cô bắt đầu chuyển sang lĩnh vực thời trang và là người mẫu, đại sứ thương hiệu cho Dolce & Gabbana. Đến năm 2011, thương hiệu thời trang của cô mới thực sự khẳng định mình và giành giải thương hiệu thiết kế của năm tại British Fashion Awards. Năm 2018, theo Tom, khối tài sản ròng của Victoria được cho là vào khoảng 450 triệu đô la Mỹ. Các nguồn thu chính là tài trợ từ các nhãn hàng, hợp đồng người mẫu và một thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới. Victoria đại diện cho nhãn hàng lớn như LG và Giorgio Armani, hoặc làm riêng hoặc làm chung với người chồng David. Thương hiệu thời trang Victoria Beckham ra đời hơn 10 năm trước, đến nay có giá trị khoảng 139 triệu đô la Mỹ. Theo Harper's Bazaar, năm 2017, cô hợp tác với hãng Target ra mắt dòng sản phẩm giảm giá và bán rất chạy. Theo Vanity Fair, bà Beck còn thiết kế thời trang cho công nương Meghan Markle. Điểm danh những tài sản giá trị lớn của Beckham. Cách đây không lâu, gia đình Victoria Beckham đã mua căn nhà với giá 45 triệu đô ở Holland Park. Ngôi biệt thự tráng lệ hiện tại của vợ chồng Beckham có tới 110 phòng, trong đó có 14 phòng ngủ, 27 phòng tắm và một phòng có thể chơi bowling. Ngoài ra, gia đình Beckham còn sở hữu một căn biệt thự ở Cotswold của miền Trung nước Anh, gần 40 triệu bảng, tương đương 1.178 tỷ đồng, là số tiền vợ chồng anh mua căn biệt thự ở Anh có vị trí đắc địa gần cung điện Kensington, nơi vợ chồng hoàng tử William và Kate chung sống. Ngoài ra, căn biệt thự 4 tầng nằm trên bãi biển Santa Monica ở Los Angeles của Mỹ khiến ai cũng ngất ngây. Giá của nó vào khoảng 5 triệu đô la Mỹ, tương đương 116 tỷ đồng.
Đầu năm 2014, vợ chồng Beckham đã bỏ ra số tiền 36 triệu bảng, tương đương 1.061 tỷ đồng, để mua lại một căn biệt thự của nhà thiết kế thời trang danh tiếng Gianni Versace tại Miami. Cuối năm 2015, vợ chồng David Beckham đã mua một căn nhà mới nhằm thay thế cho dinh thự Buckingham Palace với giá 33 triệu đô la Mỹ, 767 tỷ đồng. Gọi là nhà, nhưng thực tế siêu biệt thự này có tổng diện tích khuôn viên rộng bằng 380 sân bóng đá, ước tính thêm chi phí cho việc sửa lại hết 4.000 tỷ đồng. Không chỉ có rất nhiều biệt thự ở Anh, Mỹ, Tây Ban Nha, Beckham còn tậu thêm nhà ở khu vực châu Á. 5,8 triệu đô la Mỹ, tương đương 135 tỷ đồng là số tiền cựu cầu thủ bỏ ra mua căn biệt thự cao cấp này ở Thái Lan. Ở Dubai, vợ chồng anh cũng có một căn trong tòa nhà lớn nhất vào năm 2009, ước tính giá khoảng 5 triệu bảng, tương đương 147 tỷ đồng. Không chỉ biệt thự, bộ sưu tập siêu xe của nhà Beck cũng rất đồ sộ. Một trong những chiếc siêu xe mà Beckham hay dùng là Continental Super Sport của hãng Bentley. Trang sức phụ kiện đắt đỏ. Victoria Beckham thường xuyên diện những bộ đồ lên đến hàng ngàn đô la Mỹ và bộ sưu tập túi xách được ước tính lên đến hàng triệu đô la Mỹ. Cô có hơn 100 túi Hermes Birkin, trong đó một chiếc màu hồng có giá sốc 131.000 đô la Mỹ, hơn 3 tỷ đồng. Chỉ riêng bộ sưu tập túi xách của vợ Beckham trị giá gần 2 triệu đô la Mỹ, khoảng 46 tỷ đồng. Beckham đã bỏ ra 850.000 bảng Anh, hơn 1 triệu đô la Mỹ để mua một chiếc nhẫn kim cương tặng người vợ nổi tiếng trong ngày sinh nhật. Cựu danh thủ người Anh cũng mạnh tay chi 7.000 bảng, 200 triệu đồng để mua chú ngựa lùn cho cô con gái út Harper. Thậm chí trong ngày sinh nhật lần thứ 21 của cậu cả Brooklyn, Beckham và Victoria đã tiêu tốn 100.000 bảng Anh cho việc thuê chuyên gia tổ chức sự kiện. Bữa tiệc sinh nhật dùng bò Wagyu, loại thịt đắt đỏ bậc nhất thế giới, làm nguyên liệu món ăn. Công ty riêng. Hiện tại David Beckham sở hữu hai công ty, đó là công ty Seven Global LLP, kinh doanh quần áo phụ kiện nước hoa. Theo thông tin từ tờ The Sun, công ty của Beckham có mức thu nhập 71.000 đô la một ngày trong năm 2016 từ việc kinh doanh quần áo phụ kiện nước hoa. Và công ty mang tên Footwork Production do anh chịu trách nhiệm quản lý tên tuổi và bản quyền hình ảnh của anh. Doanh thu từ công ty này đã đem lại nguồn thu nhập lớn cho gia đình Beckham, bình quân mỗi ngày thu nhập khoảng 70.000 đô. Hoạt động từ thiện. Bên cạnh các hoạt động kinh doanh của mình, vợ chồng David Beckham còn dành thời gian và tiền bạc để thực hiện các hoạt động từ thiện như giúp đỡ trẻ em khó khăn, người già và những người yếu thế trong xã hội, những trại trẻ mồ côi. Năm 2009, sau khi rời LA Galaxy, Beckham ký kết hợp đồng với câu lạc bộ Paris Saint-Germain thi đấu trong vòng 5 tháng. Toàn bộ tiền lương được trả 3,4 triệu từ câu lạc bộ, anh đã làm từ thiện để giúp đỡ trẻ em tại Pháp. Victoria Beckham từng là đại sứ thiện chí của United Nations. Ngoài ra, còn tham gia các hoạt động từ thiện của tổ chức giúp đỡ những bệnh nhân AIDS do nam ca sĩ Elton John sáng lập. Tài sản của Beckham, niềm mơ ước của hàng tỷ người trên thế giới. Nếu là fan hâm mộ của Beckham, hãy để lại ý kiến của bạn qua phần bình luận dưới đây. Và đừng quên theo dõi Mr. Zero để cập nhật những thông tin mới nhất nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.